Trong những giờ qua, khu vực Trung Đông liên tiếp chứng kiến nhiều động thái giáo diết chuẩn bị cho kịch bản leo thang căng thẳng, nguy hiểm giữa Israel và Iran. Tuyên bố trong chuyến thị sát một căn cứ không quân Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định, nước này sẽ đáp trả khốc liệt với mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo của ông Netanyahu là nhằm vào Iran – quốc gia Hồi giáo đã liên tiếp đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm trả đũa cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua, khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Trước đó, quân đội Israel đã xây dựng kế hoạch đối phó với cuộc tấn công báo thù từ phía Iran, trong đó lực lượng không quân diễn tập kịch bản tấn công vào các cơ sở hạt nhân và hạ tầng trọng yếu tại Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, tướng Michael Kurina, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông, hôm nay đã tới Israel để thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cùng các quan chức quân đội Israel về biện pháp đối phó với mối đe dọa tấn công từ Iran. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Tại đây, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẽ sát cánh với Israel chống lại mọi mối đe dọa từ Iran về phần mình hãng thông tấn bán chính thức mekh của iran cho biết quân đội nước này tối qua đã quyết định đóng cửa không phận tại khu vực thủ đô tehran để phục vụ cuộc diễn tập của lực lượng không quân trong khi đó một số nguồn tin khẳng định việc đóng cửa không phận là để chuẩn bị cho kịch bản đối đầu quân sự với israel theo truyền thông phương tây cuộc tấn công trả đũa của iran vào israel nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần này Kịch bản tấn công có thể là cuộc bắn tên lửa tầm xa kết hợp triển khai máy bay không người lái mang thuốc nổ từ lãnh thổ Iran hoặc xuất phát từ một trong các đồng minh của Iran tại khu vực sang lãnh thổ Israel. Các cơ quan đại diện ngoại giao Israel ở nước ngoài cũng có thể là mục tiêu tấn công tiềm tàng từ phía Iran. Lo ngại trước nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Iran và Israel, hãng hàng không Lufthansa của Đức vừa thông báo kéo dài lệnh dừng bay đến và đi từ thủ đô Tehran của Iran đến hết ngày 13 tháng 4 thay vì hết ngày hôm nay như quyết định trước đó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này hạn chế di chuyển đến khu vực Trung Đông, đặc biệt là đến Israel, Liban và các vùng lãnh thổ Palestine. Thế giới đang rất lo ngại về màn trả đũa của Iran sau khi đại sứ quán nước này tại Syria bị tấn công, có thể khiến xung đột nguy cơ lan rộng ở Trung Đông. Hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel phải bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt vì đã tấn công khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Syria, khiến bảy cố vấn quân sự cấp cao thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định, hành vi tấn công cơ sở ngoại giao của Iran ở nước ngoài tương đương một hành động tấn công lãnh thổ của Iran. Không những thế, Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Abdullahian còn cho biết Mỹ đồng minh số một của Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Tại Damascus, Syria, tôi muốn nói rõ ràng rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này. Mỹ và Israel sẽ bị trừng phạt. Điều này được giữ bí mật và sẽ diễn ra vào một thời điểm phù hợp. Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, hãng hàng không Lufthansa của Đức hôm nay đã quyết định gia hạn việc đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Tehran của Iran đến ngày 13 tháng 4. Đây là hãng hàng không quốc tế duy nhất ngừng bay tại thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ra khuyến cáo mới kêu gọi người dân tiếp tục hạn chế đi du lịch tới Trung Đông, đặc biệt là tới Israel, Liban và các vùng lãnh thổ Palestine. Trừ những trường hợp thực sự cần thiết, với nhận định tình hình sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Hãng tìm Bloomberg hôm qua dẫn nguồn tin an ninh từ Mỹ và Israel đưa tin, các nước phương Tây đang rất lo ngại rằng Iran và các lực lượng vũ trang thân nước này trong khu vực sắp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ tại Israel. Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ đã kêu gọi các ngoại trưởng của các nước Ả Rập Xê các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Iraq chuyển thông điệp tới Iran, mong muốn nước này kiềm chế hành động trả đũa và hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, nước này sẽ sát cánh cùng Israel chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran. Về phía Israel, Ngoại trưởng Israel Kass cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Iran tấn công Israel từ lãnh thổ của chính mình. Xung đột ở giải Gaza hơn 6 tháng qua chưa thể dừng lại. Biên giới lì băng Israel chưa lúc nào ngừng nóng. Trong khi sóng biển đỏ ngày một dữ dội hơn khi lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu chở hàng của Israel và đồng minh. Một cuộc đối đầu trực diện giữa Israel và Iran, hai kinh địch trong khu vực, sẽ khiến Trung Đông thêm phần bất ổn, cùng với những hệ lụy ảnh hưởng rộng ra thế giới sẽ là vô cùng lớn. Báo chí Israel tối 11 tháng 4 đưa tin Iran đã quyết định hoãn lại cuộc tấn công đáp trả vào Israel, bước đi làm hạ nhiệt đáng kể tình trạng căng thẳng kéo dài hơn 10 ngày qua giữa hai bên sau cuộc không kích của Israel vào tòa lãnh sự Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Theo nhật báo Ediyat Aronot của Israel, quốc gia Hồi giáo đã quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống Israel vào phút chót sau khi nhận được cảnh báo từ Mỹ trước đó truyền hình cnn đưa tin washington và tehran đã có nhiều cuộc trao đổi thư từ trong tuần qua về tình trạng căng thẳng giữa iran và israel trong các cuộc trao đổi này chính quyền mỹ cảnh báo iran về việc phát động tấn công chống israel đồng minh số một của mỹ tại trung đông cho đến sáng nay truyền thông cũng như giới chức iran chưa công bố bất kỳ thông tin nào về quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống israel tuy nhiên trong một động thái đáng chú ý liên quan phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc tối qua viết trên mạng xã hội X rằng có thể tránh được cuộc tấn công đáp trả của Iran vào Israel nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 khiến 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng. Về phần mình, quân đội Israel khẳng định vẫn duy trì trạng thái báo động cao với nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa phát biểu tại một cuộc họp báo tối qua người phát ngôn lực lượng phòng vệ israel idf chuẩn đô đốc daniel hagari nhấn mạnh chưa có bất kỳ thay đổi gì trong các hướng dẫn của bộ chỉ huy hậu phương dành cho người dân liên quan đến khả năng bị iran tấn công phản ứng về cuộc khủng hoảng bộ ngoại giao đức hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa không để căng thẳng leo thang Hamas bác kế hoạch ngừng bán tạm thời ở giải Gaza do Mỹ đề xuất và sẽ lên kế hoạch riêng nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay. Theo tờ Wall Street Journal, việc Hamas bác kế hoạch do Mỹ đề xuất thể hiện rõ sự bất đồng giữa các bên trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Hiện tại, Hamas đang chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán. Hôm 10 tháng 4, truyền thông thế giới đưa tin, đề xuất ngừng bắn mới nhất đối với Gaza đã được đưa ra tại cuộc đàm phán ở Cairo, Ai Cập vào cuối tuần qua. Theo đó, các nhà hòa giải quốc tế nêu đề nghị đổi 40 con tin Israel bị Hamas bắt giữ để lấy 900 tù nhân Palestine. Mỗi giai đoạn của kế hoạch dự kiến kéo dài trong 42 ngày, trong đó liên hợp quốc sẽ hỗ trợ về nhà ở tạm thời và cung ứng 500 xe tải viện trợ cung cấp vật tư hàng ngày cho người dân ở giải Gaza. Tuy nhiên, CNN dẫn lời một quan chức Israel cho hay, họ không thể xác định thông tin 40 con tin Israel đang bị Hamas bắt giữ phục vụ cho kế hoạch hoán đổi với tù binh Palestine. Hamas không có khả năng hoặc không sẵn sàng cho Israel biết con tin nào sẽ được thả và những ai còn sống. Đồng thời, Israel đã thúc đẩy Hamas trước mắt sẽ thả các con tin trẻ tuổi trong đó có những người là binh sĩ. Hôm 9 tháng 4, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông tin thêm, Hamas vẫn chưa phản hồi về lời đề nghị đưa ra trong các cuộc đàm phán ở Cairo. Cuối năm 2023, Hamas tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel và biên giới, khu dân cư cũng như căn cứ quân sự. Gần 1.200 người ở Israel đã thiệt mạng và khoảng 240 người khác bị bắt cóc trong cuộc tấn công. Ngay sau đó, Israel tuyên bố tiêu diệt các binh sĩ Hamas và giải cứu con tin bằng cách tiến hành nhiều cuộc tấn công trả đũa, ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Gaza và tấn công trên bộ. Theo chính quyền địa phương, tính đến nay đã có hơn 33.300 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza.